Ngày hôm nay thì Hồng Ngọc, Hoài Anh chào đón đến gia đình của chúng ta một anh chàng có thể nói là rất trẻ. Và bây giờ thì sẽ là lời chào đến từ anh chàng ấy, Dương Domic. Mình là Zilomic và hiện tại thì đang là một ca sĩ và nghệ sĩ. Dương Domic Tân Binh Genji sinh năm 2000. Chiều cao 1m85, từng là thực tập sinh ra mắt dưới trướng công ty quản lý Hàn Quốc, kỹ năng hát, nhảy, đàn và sáng tác. Các khúc đã phát hành Candy, Những Câu Nói Anh Từng Chờ, Là Em Chính Em. Hiện tại đang là nghệ sĩ tự do và từng bước khẳng định mình. Hiện tại thì em đang là một nghệ sĩ tự do và mới đây thì cũng đã phát hành những bài hát đầu tiên trong cương vị là một nghệ sĩ tự do của mình. Trong 3 năm mà em đồng hành cũng như là em phát triển ở công ty giải trí Hàn Quốc thì em cũng học được khá là nhiều điều. Môi trường đó thì cũng dạy cho em một vài điều khá là hay, đó là về tính kỷ luật, về sự cố gắng cũng như là những cái kỹ năng mà em học được ở trong môi trường đó. Thì sau khi mà rời công ty giải trí Hàn Quốc thì thực ra thì em đã cảm nhận được là khá là nhiều điều khó khăn. Tại vì là cái đầu tiên mà em cảm nhận được đó chính là những cái điều thay đổi và những cái mới mà em sẽ phải đối diện. Trước đây thì khi ở công ty thì thật là thực sự em sẽ tập trung vào vấn đề chuyên môn là chủ yếu. Ví dụ như vấn đề hát và nhảy, làm sao để em làm nó tốt nhất và em có thể trình diễn, em có thể thể hiện bài hát tốt nhất. Nhưng mà khi ra công ty thì em sẽ phải bắt đầu, khi mà hiện tại thì em đang là một nghệ sĩ tự do và mọi sản xuất thì em cũng làm cùng với những người xung quanh, những người mà ekip của em, thì em sẽ được gọi là trải nghiệm những thứ mà trước đây em chưa được từng trải nghiệm. Thì đó là một cái khó khăn đầu tiên. Thì thực ra thì như anh vừa nói thì ba ca khúc thì cũng bản thân em cũng không phải là không quá là mình sẽ đánh một thứ gì đó quá là mạnh, mà bản thân em muốn show ra cho mọi người rằng là về việc, ngoài việc hát và nhảy, em vẫn có thể sáng tác được. Và những cái việc sáng tác thì em cũng sẽ cố gắng nó hàng ngày và cố gắng nó để làm sao những bài hát, những sản phẩm tiếp theo nữa thì chắc chắn nó sẽ ngày càng phải hay hơn và ngày càng hoàn thiện và ngày càng xuất sắc hơn. Và có thể thấy anh chàng này là một anh chàng rất là nỗ lực trong từng cái sản phẩm cũng như là từng hoạt động của mình, không chỉ dừng lại ở việc hát hay là việc nhảy, mà anh ấy cũng đang nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn trong việc biểu diễn và sáng tác nữa. Em nghĩ là với bản thân em nhé, em nghĩ là mỗi một cái khoảng thời gian á thì nó đều có một cái áp lực riêng. Khi mà em ở công ty thì em sẽ phải trải qua những cái áp lực khác so với việc là khi mà em đang là một nghệ sĩ solo và em sẽ làm những công việc khác. Thì thực ra thì khi ở công ty thì đôi khi cái âm nhạc của mình thì chưa có nghĩa là em cũng có mang âm nhạc của mình đến cho với mọi người trong công ty cũng như ekip trong công ty để mình cũng phân tích, thì sẽ cũng khó. Có nghĩa là lúc đấy thì tại vì mọi người biết là công ty của em sẽ là một công ty giải trí Hàn Quốc, thì mọi thứ nó thực sự là nó đôi khi nó vẫn phải có một cái quy chuẩn nhất định, có một cái quy chuẩn nhất định của một công ty Hàn Quốc, thì mình sẽ phải làm sao để phù hợp với cái mà người ta mong muốn. Thì đó là một cái khó, nó có một cái mà đôi khi bản thân mình muốn nói ra cái tiếng nói của mình, nhưng mà mình cũng vẫn cần phải thời gian á. Vẫn cần phải thời gian. Bản thân em nhá, thực ra bản thân em với công ty ấy, thì em cũng chia sẻ rất nhiều nha. Tại vì với tính cách của em thì em cũng sẽ không phải là em có gì nói đó, mà là em sẽ chia sẻ thật lòng bản thân mình là bản thân em muốn gì, bản thân em muốn trở thành một người nghệ sĩ như nào. Thì thực ra là trong thời gian em ở công ty em có chia sẻ những điều đó, thì công ty cũng, hai bên cũng gọi là cũng đáp ứng và trao đổi làm sao để phù hợp nhất có thể. Nhưng mà tất nhiên là để mà đáp ứng một cái sự gọi là tuyệt đối thì chắc chắn là nó cần thời gian á. Nhưng mà thì cũng gọi là
mọi thứ nó chưa được, thời gian nó chưa được nhiều thì em đã ra công ty rồi. Mỗi một cái cảm xúc của em, em đều muốn mang nó vào âm nhạc ấy. Nhưng mà thực hiện những cái mà mang đến cho mọi người thì nó lại cần những cái thứ không chỉ là bản thân mình muốn nữa, mà làm sao mà mình phải làm được những thứ âm nhạc mà khán giả cũng có thể cảm nhận được điều đó. Tại vì thực ra thì em cũng đánh giá cao, em cũng đề cao cái việc là làm sao mà âm nhạc của mình mang ra được và mọi người cũng đều có thể cảm nhận được câu chuyện đó của mình mới là điều quan trọng. Thì với thông điệp, với một người mà hiện tại với bản thân em là một người trẻ, thì sẽ có một vài thông điệp là: thứ nhất là mang được một cái năng lượng tích cực, lan tỏa được một cái năng lượng tích cực. Đó là lý do tại sao mà cái bài mới nhất của em là cái bài mà bài chính trong EP này của em, thì như mọi người có biết là mang một cái giai điệu nó rất là vui tươi và nó đúng với tinh thần mà em muốn mang lại. Đó chính là một cái năng lượng tích cực so với mọi người. Cái thứ hai là em muốn mang đến, đó chính là cái sự đam mê, gọi là sự nỗ lực ấy. Tại vì em, bản thân em thấy là khi mà mình quyết tâm và mình đam mê nó một cách đủ và mình gọi là mình dành lòng hết mình cho nó, thì thực sự là em nghĩ là không có nghĩa là mình quyết tâm và mình làm nó một cách hết mình thì những cái điều đó nó sẽ trả ơn lại cho mình. Thì có nghĩa là đôi khi em quan niệm như thế để cho, có nghĩa là ví dụ như những cái thứ mà em làm, đôi lúc em bản thân em cầu toàn, hoặc là em cảm thấy là cái này mình làm chưa tốt, hoặc là những cái thứ mà mình làm nó chưa đạt được kết quả mình mong muốn, thì em lại quan niệm là bởi vì bản thân mình nỗ lực như này vẫn chưa đủ, mình phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực làm sao một cách gọi là 100%, nỗ lực một cách hết mình, thì lúc đó thì chắc chắn thành công sẽ đến, đúng không? Mấy bạn hỏi là Dương ăn gì mà đẹp trai quá nè. Hay là bạn cũng có nhận xét là bài mới hay quá trời luôn. Thực sự phải công nhận là anh Trí, em hay quen đọc là anh Trí, thực ra là T-R-I, và anh QD, thực sự là hai người rất là tài năng. Thực sự khi mà em làm việc và em tiếp xúc với hai người thì thực sự là hai người đều cho em một cái gọi là những cái kỹ năng và những cái mà em phải cần phải học hỏi. Em đã làm việc với anh Trí trước, em là anh Trí, thì thực ra bài này đã thai nghén cách đây thực sự là phải tầm khoảng phải gần một năm. Gần một năm. Thực sự là với cái bản demo đầu tiên ấy mà hai anh em làm ra thì nó phải gần một năm. Thì từ cái cơ duyên mà em đưa em đến với anh Trí thì là thực ra là công ty đã móc nối cho để hai người được làm việc với nhau, để hai người được chia sẻ cũng như là làm sao để ra được một cái sản phẩm gọi là sáng tác được một cái bài hát tốt nhất. Thì còn về phần anh QD thì thực sự QD là một người mà em đã theo dõi bấy lâu nay, là một người mà đã sáng tác đã produce cho những người mà thực sự là chúng ta chắc chắn là chúng ta cũng có thể biết, đó là anh Hiếu Thứ Hai. Và cũng có một anh rapper nữa là anh Gil, không biết là mọi người biết như bài Ơ Động Đất Ải. Có nghĩa là anh đấy, thì có nghĩa là em cũng đã theo dõi cái con đường âm nhạc và con đường mà anh ấy gọi là produce ra bài hát. Thì thực sự là em khá là ấn tượng với cách anh ấy làm ra một sản phẩm. Và thực sự có một điều nữa, vừa như vừa em chia sẻ, có nghĩa là em cảm nhận được là cái âm, cái phần mà anh ấy đồng điệu, đúng cái không? Beat, vâng, có nghĩa là cái beat mà anh làm ra nó đồng điệu với em, đó chính là năng lượng tích cực. Đó là lý do tại sao mà em quyết định là sản phẩm này em phải làm với anh QD. Và đó là lý do ngày hôm nay chúng ta có một bài hát này là em chỉ nghe. Trước đây nhá, có nghĩa là trước đây khi mà em chưa vào công ty á, thì thực ra em cũng là một người khá là năng lượng. Đôi khi em còn thừa năng lượng luôn. Thế là em khá là... Nhưng mà có một khoảng thời gian thì do một nhiều tính chất công việc cũng như là cái thay đổi cuộc sống, có nghĩa là thay đổi cái... Tại vì
Như mọi người biết thì em là người ngoài Bắc. Yeah. Thì khi mà em vào công ty thì em sẽ vào trong Sài Gòn, một mình em vào đây. Yep. Còn gia đình em thì vẫn ở ngoài đó. Lúc mà em bắt đầu vào công ty á, là năm em bao nhiêu tuổi nhớ không? Là khi em 19 tuổi ạ. Vâng. Khi em 19 tuổi. Đúng rồi. Thì thực ra có một khoảng thời gian mà có nghĩa là không phải tiêu cực nữa, mà có một khoảng thời gian mà bản thân em có nghĩa là bản thân em bị chỉ bị mất cái năng lượng tích cực, mất cái năng lượng tiêu cực đó. Có nghĩa là em cảm thấy là mình cứ trông cứ đờ đẫn đấy. Nhưng mà em không biết là em có một cái hay là em nhìn được. Có nghĩa là thực ra thì em nghĩ ai cũng nhìn được thôi, khi mà mình nhìn mình vào trong gương á, hoặc là mình một thời gian sau mình nhìn lại thì mình nhìn bản thân mình là tại sao mình lại như này, mình cảm thấy là mình sao mình lại cảm giác là mình bị tiêu cực, mình ít năng lượng như thế. Mà trong khi đó quan niệm của em, như vừa em chia sẻ, có nghĩa là âm nhạc của em hay con người của em muốn mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Tại vì em thấy là cuộc sống này, có nghĩa là cái cuộc sống này, cái năng lượng tích cực cũng rất là quan trọng so với so với gặp tất cả mọi người. Khi mà có nhiều người nhá, có nghĩa là khi mà em cấu công ty ấy, khi mà em nhận ra được điều đó nhá, có nhiều cái tình huống nhá, là làm việc chẳng hạn, có nhiều người hỏi em là có nghĩa là khi một cái sự việc nó không xảy đến, nó không hay ấy, thì em vẫn cười nhá. Có nhiều người hỏi em là tại sao mày vẫn cười được thứ, thì em bảo là tại cái chuyện đấy nó không thay đổi được nữa rồi. Nhưng mà quan trọng là cái thái độ của mình đối diện với nó như nào. Vâng, thì có nghĩa là thực ra em cảm nhận được cái năng lượng tích cực và cái thái độ của mình nó rất là quan trọng. Nên là đó lý do tại sao mà em phải lấy lại cái năng lượng tích cực. Và cái đầu tiên em muốn đánh vào âm nhạc em khi mà em ra công ty, và khi mà em muốn mang đến cho mọi người, đó chính là cái năng lượng tích cực. Và thực sự là đó là một cái thông điệp mà em muốn gửi đến cho mọi người, đó chính là dù cuộc sống của mình có như thế nào, hay là mọi thứ nó có xảy ra như nào, nhưng thực sự là phải cái năng lượng tích cực và cái thái độ của mình đối diện với nó một cách tích cực thì mọi chuyện sẽ xảy ra tích cực. Và nãy giờ thì khi mà ngay từ cái khoảnh khắc mà anh chàng này bước vào phòng thu, thưa quý vị, chúng tôi đã cảm thấy được một cái nguồn năng lượng tươi trẻ tích cực. Và khi mà anh ấy ngồi xuống ghế sau đó rồi lắng nghe những ca khúc, những giai điệu của những ca sĩ khác và ngay cả bài hát của chính mình, anh ấy cảm nhận cái bàn như là một cái phím đàn vậy. Anh ấy nhún nhảy từng nhịp điệu theo những giai điệu của ca khúc. Thứ phải nói thật là không nhiều. Đó là thực ra nó lại là một cái như thế nhá. Có nghĩa là khi mà cái thứ mà gọi là âm nhạc đầu tiên mà em biết đến, thì đầu tiên phải từ âm nhạc Việt đã. Thực sự về âm nhạc Việt, nhạc vàng của chú Trịnh Công Sơn đã. Chú Trịnh Công Sơn là em được nghe đầu tiên, xong đến cũng một vài chú như là chú Trọng Tấn này, rồi cô Anh Thơ. Đó là những cái nhạc đầu tiên, bởi vì là em cũng nghe được mẹ em hát và dì em hát những cái bài ca khúc đó. Thì sau đó thì âm nhạc thứ hai mà ảnh hưởng đến em thì là âm nhạc US UK. Thực sự em biết đến những cái thứ, những nghệ sĩ của nước ngoài trước cái K-pop. Em tại vì không biết nó là một cái cơ duyên nào đó thì em được cơ hội, em được gặp những người mà cũng thích những cái đó trước, xong sau đó thì em cũng được học hỏi và được gọi là ảnh hưởng những cái điều đó. Thì sau đó thì khi mà em cái khoảng thời gian mà em trước khi mà em vào công ty á, thì em chưa biết nhiều những cái K-pop. Sau mà khi mà một cái cơ duyên đưa em vào đến một công ty ở trên Hàn Quốc, nhưng mà khi mà em thích gọi là cái thần tượng của em ở US UK ấy, thực ra họ cũng là một người mà có thể vừa hát vừa nhảy được. Thì là làm cho em thích nhảy. Đầu tiên là em thích nhảy á. Em thích nhảy nên là em mới nghĩ là bây giờ mình phải tìm được một môi trường nào đó mà có thể đào tạo được mình nhảy nữa, để mình vừa hát vừa nhảy. Tại vì mình lên sân khấu, em đấy, như anh chị thấy, em cái năng lượng của em ấy, em mà đứng không em hát thì em lại thấy ngứa ngáy lắm. Muốn giải tỏa năng lượng ra đây. Thì em phải ok, mình phải kiếm một cái là ok nhảy. Thì thực sự nhá, là trước khi vào công ty là em không biết nhảy luôn. Em không biết nhảy. Có nghĩa là sau khi mà vào công ty thì em mới bắt đầu tập nhảy những điệu nhảy đầu tiên. Dạ vâng. Thì như vừa đầu tiên thì anh Hoàng có chia sẻ là em sẽ đi theo dòng nhạc pop, R&B, hip hop. Thì đó là những cái mà em yêu thích nhất. Nhưng mà chắc chắn là trong đó là cái em yêu thích nhất, cũng như là những cái mà em
đã làm ấp tốt, ủ và em đã theo đuổi nó bấy lâu nay. Và chắc chắn là trong cái đó thì em vẫn phải update lên nha. Có nghĩa là em sẽ update làm sao để những cái sản phẩm mà nó mang hơi hướng đó của em nó phải ngày càng tốt hơn, và nó không bao giờ mà nó có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Và đó, trong cái định hướng đó thì chắc chắn là em vẫn sẽ kèm thêm, gọi là phụ thêm những cái gia vị, đó chính là những cái sản phẩm của những cái dòng nhạc khác. Bởi vì thực ra thì bản thân em cũng cũng tập luyện để viết thêm nhiều thể loại, để làm sao mà có nghĩa là hiểu thêm được bản thân mình, cũng như là để xem là cái điểm mạnh của mình đôi khi nó có dừng lại ở đây không, hay là nó có thể thêm được một cái nào khác, hay là thêm được những cái điều gì mới. Thì để mà nói là định hướng sắp tới thì sẽ có, em chỉ còn có thể nói được một điều khá là vui, có nghĩa là sẽ có nhiều điều thú vị và điều bất ngờ cho tất cả mọi người. Ngày 30 ấy, thì ra là một ngày mà là một ngày khá là đặc biệt. Ngày đặc biệt đó chính là một ngày mà cái sân khấu đầu tiên mà em được trở lại sau cái khoảng thời gian mà em ra công ty, cũng như là cái sân khấu đầu tiên em sẽ được trình diễn cái EP của em lần này. Còn đâu thực sự thì chưa phải là ngày mà em ra ca khúc tiếp theo. Có nghĩa là nó sẽ có thể là sẽ kéo dài thêm một vài ngày nữa. Có nghĩa là cái này thì sẽ được bí mật và sẽ được bật mí ngay sớm thôi. Thì bây giờ hiện tại là ở trạm giải trí VOH, thì những khách đang đứng ở trạm có nói rằng là Dương ơi, Dương có thể hát một đoạn của ca khúc mới không? Thì bây giờ bạn đó thẳng nhìn thẳng về đây, đây các bạn ấy ở đây. Dương nói đi là có thể hay không? Camera đã sẵn sàng và âm thanh phòng thu cũng sẵn sàng rồi, không biết là Dương sẵn sàng chưa ta? Thực ra thì ok ạ. Thì ok em có thể em đọc đi chứ. Một đoạn thôi nhưng mà nhớ dài xíu nha. Bởi vậy khán giả của VOH và khán giả của trạm giải trí rất là dễ thương luôn. Không lẽ lại không hát đúng không? Không hát thì phụ lòng đúng không ạ? Đúng rồi. Người ơi cho anh biết thứ em đang muốn là gì. Cùng trải qua như thế bỗng dưng sai lối ra đi. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái năng lượng tích cực mà chúng tôi đã nói từ đầu cho đến bây giờ là như thế nào ạ. Và rất cảm ơn tất cả quý vị vì đã đồng hành cùng chúng tôi và khách mời ngày hôm nay, một anh chàng rất là dễ thương và rất nhiều năng lượng. Trước tiên thì em phải gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Ngọc và anh Hoài Anh đã có một buổi chia sẻ khá là vui và rất nhiều câu chuyện. Bản thân Dương thì cái thứ hai là muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả khán thính giả của VOH, cũng như là tất cả mọi người, các bạn khán giả cũng như các bạn fans đang theo dõi livestream. Thì Dương muốn cảm ơn mọi người rất là nhiều, thời gian qua đã đồng hành cũng như là sát cánh cùng bên Dương. Và sản phẩm lần này, một cái EP lần này cũng như là một cái đánh dấu, cũng như là một cái tinh thần mà Dương muốn mang đến cho tất cả mọi người. Và một lần nữa cảm ơn mọi người, và nhớ hãy theo dõi cũng như là hãy follow kênh YouTube của Dương The Mic và chờ để theo dõi những sản phẩm hiện tại cũng như là chờ đón những sản phẩm tiếp theo. So sweet like candy.